thời gian gần đây khi chúng ta lang thang trên Facebook hay TikTok, nhất là những trang nước ngoài, thì chúng ta thường thấy những cái thiết bị tương tự như thế này. Thiết bị này gồm có hai phần, một cái đĩa phía trên và một cái đĩa phía dưới, và nó được cân bằng trên 4 sợi dây. Và mình cũng đã làm một cái clip đăng trên TikTok và YouTube, thì cũng thấy một số bạn phản hồi là nó bị sao ấy, có nghĩa là không biết lý do tại sao mà nó có thể đứng cân bằng trên 4 cái sợi dây như vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip giải mã một cách đơn giản thôi. Thật sự cái này là cân bằng vật rắn thôi. Ở đây chúng ta quan sát lại cái thiết bị này thì nó chia làm hai phần, và chúng ta thấy có mỗi một cái đĩa thì nó có lắp một cái thanh kim loại hoặc một cái thanh gì đó nó cứng, và mối liên hệ giữa hai đĩa này thì chỉ là 4 sợi dây. Nhưng chúng ta hãy nhìn kỹ vào 4 sợi dây này, các lực tác dụng lên nó là hoàn toàn khác nhau. Cái đĩa phía trên, đối với cái đĩa phía trên thì ba sợi dây xung quanh đang kéo cái đĩa phía trên đi xuống. Về nguyên tắc cơ bản thì mình cứ nghĩ là sợi dây như vậy kéo như vậy thì chắc chắn nó sẽ rơi xuống theo phương của trọng lực thôi, trọng lực trái đất nó hút thì nó sẽ kéo xuống. Nhưng mà vấn đề ở đây là sợi dây phía giữa, các bạn hãy nhìn kỹ sợi dây phía giữa đối với cái đĩa phía trên, thì sợi dây phía giữa này đang kéo cái đĩa phía trên lên trên chứ không kéo xuống dưới. Như vậy sợi dây phía giữa này là đang kéo cái đĩa phía trên lên trên, và ba sợi dây xung quanh là kéo cái đĩa xuống dưới, và các lực này cân bằng nhau, chính vì vậy mà đứng vững được. Như vậy mấu chốt vấn đề ở đây, để cái sợi dây phía giữa kéo cái đĩa phía trên lên trên thì chúng ta phải có hai cái thanh kim loại hay là cái gì đó tương đối cứng để chúng ta tạo cái hình dáng giống như cái thiết bị này. Như vậy tôi chốt lại vấn đề cơ bản này là như thế nào, đó là nó chia làm hai loại lực. Sợi dây chính giữa thì lại kéo cái đĩa phía trên lên trên, tại vì chúng ta lắp như thế này thì nó đang kéo cái đĩa phía trên lên trên, ba sợi dây xung quanh thì kéo cái đĩa phía trên xuống dưới, và nó giúp cho cái đĩa phía trên cân bằng và nó đứng vững như vậy. Thôi, video của mình đến đây là hết, chúc các bạn có những ngày tuyệt vời.